Thưa quý vị, cách đây hơn 46 năm, ngay sau ngày miền Nam giải phóng, Tổng cục Địa chất đã thành lập một đoàn cán bộ gồm 12 người vào Sài Gòn để tiếp quản tài liệu của các công ty dầu khí nước ngoài từng làm việc ở thềm lục địa miền Nam Việt Nam. Trong số này có ông Lê Quang Trung. Khi tiếp quản thì ông Trung cùng với lại các cộng sự đã lấy mẫu dầu lưu trữ cùng tài liệu chuyển ra Hà Nội để Tổng cục Địa chất báo cáo với chính phủ. Đây là tiền đề để chính phủ đi đến quyết định thành lập Tổng cục Dầu khí, rồi Công ty Dầu khí Nam Việt Nam vào ngày 27 tháng 11 năm 1975. Sau đó, ông Lê Quang Trung được Tổng cục Dầu khí cử làm đoàn trưởng đoàn dầu khí 21 với 147 cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý xuống Vũng Tàu xây dựng căn cứ dầu khí, tiến tới hình thành ngành công nghiệp dầu khí Bà Rịa Vũng Tàu cũng như cả nước. Câu chuyện Athena về sau hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Lê Quang Trung, một trong những người khai sinh ra ngành dầu khí Bà Rịa Vũng Tàu. Dù ở tuổi xế chiều, nhưng khi nhắc đến những ngày đầu đi tìm dầu tại miền Nam, ông Lê Quang Trung như sống lại khí thế khẩn trương lúc ấy và kể rành rọt những câu chuyện, giai đoạn đầy gian khổ khi vừa đặt chân đến Vũng Tàu sau ngày miền Nam giải phóng. Lúc đấy thị xã Vũng Tàu đang thuộc cái tỉnh Đồng Nai, cho nên là mọi cái lương thực, thực phẩm mà cung cấp cho anh em dầu khí chúng tôi là đều phải lên Biên Hòa để nhận. Thế và tôi vẫn nhớ là cái lúc ấy là dù là thành phố thị xã Vũng Tàu ở gần cái đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của cả nước, nhưng mà chúng tôi phải ăn độn đến 90%, chỉ có 10% gạo, còn lại là các chất độn, trong đấy là sắn khô, ở trong này gọi là mì, rồi là bo bo và cả chuối xanh, có thể nói là rất khó khăn về lương thực và thực phẩm. Thế và nước thì chúng tôi không có nước máy, phải ăn cái nước giếng khơi mà nó rất là hôi. Thế thì sau đấy là chúng tôi mới khoan được một cái giếng khoan sâu độ 30 mét, thì lúc ấy mới có cái nước tương đối là tốt để mà phục vụ đời sống anh em. Khó khăn, gian khổ là thế, nhưng ông Trung và các thành viên trong đoàn dầu khí 21 vẫn bám trụ với hành trình tìm vàng đen cho đất nước. Sau 3 năm phối hợp tìm kiếm, thăm dò dầu và khí tại thềm lục địa phía Nam với các công ty dầu khí của Canada, Ý và Cộng hòa Liên bang Đức đã giúp cho công ty dầu khí Nam Việt Nam có nhiều dữ liệu quan trọng đánh giá tiềm năng dầu khí tại đây, để Việt Nam hợp tác với Liên Xô, sau này là Liên bang Nga, thành lập xí nghiệp Liên doanh dầu khí Việt Xô, gọi tắt là Việt Xô Petro năm 1981. Những ngày đầu mới thành lập, cuộc sống của những chuyên gia, kỹ sư dầu khí Việt Xô Petro vô cùng thiếu thốn. Công việc thì vất vả vì cơ sở vật chất thô sơ. Một cái khối thiết bị nó khoảng độ 150 tấn đưa từ ở dưới tàu lên bờ rồi. Thế nhưng mà muốn đưa từ ở bờ vào cái bãi để mà lắp ráp liên kết lại với nhau trước khi đưa ra biển ấy, thì chúng tôi không có cái loại cẩu nào lớn để mà cẩu nó đưa vào trong bãi được. Thì anh em chúng tôi với suy nghĩ là bây giờ là phải làm một cái phương pháp là chúng tôi đấu nối hai cái xe platform, xe chở hàng dài đó, là mỗi cái xe đấy là chịu đựng 25 tấn, hai xe nối lại với khép lại với nhau này chỉ được 50 tấn thôi. Thế thì nhưng mà cái cấu kiện cái block thiết bị ấy là nó tới khoảng 140-150 tấn, cho nên chúng tôi phải dùng hai cái cẩu Tadano 90 tấn. Thế là cẩu hai cẩu Tadano cẩu nó lên cái xe, nhưng mà nếu đặt xuống xe thì nó vỡ lốp, nổ lốp, không chạy được. Cho nên nó là khi đấy là coi như vừa phải cẩu vừa phải đỡ một phần và xe chịu một phần. Thế cứ thế là chúng tôi điều hành đưa vào bãi lắp ráp. Và cuối cùng thì chúng tôi đưa vào được đến cái bãi lắp ráp an toàn các cái thiết bị. Cho đến sau này mãi đến năm 83-84 thì bắt đầu lúc ấy mới có những cái cẩu lớn. Sang thì bắt đầu với cẩu các cái thiết bị từ ngoài bờ cảng vào trong khu lắp ráp được. Cứ như thế, bằng niềm tin mãnh liệt, thềm lục địa phía Nam có dầu, đất nước đang cần dầu, tập thể chuyên gia, nhân viên Việt Sô Petro
trong đó có ông Trung, dần quên đi mọi khó khăn thử thách để tiếp tục hành trình tìm giàu. Và đến hôm nay, kết quả thực sự vô cùng mỹ mãn. Vietsopetro đã khai thác trên 200 triệu tấn dầu cùng hàng chục tỷ mét khối khí, doanh thu trên 70 tỷ đô la, nộp ngân sách cho phía Việt Nam và phía Nga hàng chục tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, sau năm 1991, khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, thì Việt Nam nhờ có hai chân trụ vững là dầu khí và nông nghiệp mà đất nước ổn định và phát triển. Ở cái tuổi ngoài 80, suy ngẫm lại, ông Lê Quang Trung thấy mình rất may mắn, hạnh phúc, đi đúng con đường đã chọn và rất tự hào về những gì mà ông cùng những người cùng thời đã làm tròn nhiệm vụ, những người đi tìm lửa, để hôm nay tiếp tục tiếp lửa cho thế hệ trẻ dầu khí noi theo.